Thỏa thuận hưu chiến giữa Israel và Hamas đã bắt đầu có hiệu lực. Thưa quý vị, 13 con tin của Israel và 12 con tin của Thái Lan đã được trả tự do. Thỏa thuận hưu chiến tạm thời giữa quân đội Israel và lực lượng của phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza bắt đầu có hiệu lực ngày 24 tháng 11 từ lúc 7 giờ giờ địa phương. Được biết, 13 con tin của Israel và 12 con tin của Thái đã được trả tự do. Và theo hãng tin AFP, các quan chức an ninh Israel cùng với nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ và nhân viên của Ai Cập sẽ đợi ở cửa khẩu Rafah để tiếp nhận các con tin được phóng thích và đưa họ tới phi trường để bay về Israel. Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu cho biết đã nhận được danh sách đầu tiên các con tin và đã liên lạc với gia đình của những người này. Bản tin kế tiếp cho biết Thụy Điển sẽ không được gia nhập NATO vào tuần tới. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư 22 tháng 11 thông báo với NATO rằng việc phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ không được hoàn thành kịp thời để cho phép tổ chức lễ gia nhập cho nước này tại cuộc họp của Liên minh vào tuần tới. Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết hãng Reuters loan tin. Tuần trước, thì Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì cuộc bỏ phiếu về việc Thụy Điển gia nhập NATO, muốn đàm phán tiếp về vấn đề có liên quan. Một trong những nguồn cho biết rằng Ủy ban có thể sẽ tiếp tục cuộc tranh luận về vấn đề này vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới. Các ngoại trưởng của NATO sẽ gặp nhau tại Brussels của nước Mỹ vào những ngày đó, từ 28 đến 29 tây tháng 11. Một cuộc họp mà một số người trong khối quốc phòng của Tây Phương đã hy vọng là sẽ đánh dấu sự gia nhập của Thụy Điển. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Philippines cân nhắc trở lại ICC. Tổng thống Philippines cho biết nước này đang cân nhắc trở lại Tòa hình sự quốc tế sau khi rút khỏi tổ chức này vào năm 2019. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói với báo giới ngày hôm nay rằng có một câu hỏi là chúng tôi có nên trở lại làm thành viên Tòa hình sự quốc tế ICC hay không? Và điều này hiện đang được cân nhắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và xem mình có những lựa chọn gì. Ông Marcos cho biết quyền tài phán và chủ quyền vẫn là một vấn đề đối với Philippines và nói rằng nếu chúng ta có thể giải quyết các vấn đề đó, chuyện sẽ khác, nhưng đó là những câu hỏi cơ bản. Philippines rút khỏi ICC vào tháng 3 2019. Tổng thống Philippines khi đó là Rodrigo Duterte nghi ngờ thẩm quyền của ICC trong bối cảnh tòa muốn điều tra về chiến dịch chống ma túy của ông. Thị trưởng thành phố New York bị buộc tội tấn công tình dục. Thưa quý vị, thị trưởng của thành phố New York, ông Eric Adams đã bị một phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục cô khi mà ông Adams còn là cảnh sát trưởng vào năm 1993. Người đưa ra tố cáo khai rằng mình là đồng nghiệp của ông Adams vào thời điểm xảy ra sự việc này. Tòa án tối cao của tiểu bang New York đã ban hành lệnh triệu tập ông Eric Adams vào tối ngày 22 tháng 11. Nguyên đơn, người đang đòi bồi thường là 5 triệu đô la, đã đệ đơn kiện theo luật của tiểu bang New York năm 2022, trong đó cho phép các nạn nhân của tội phạm tình dục được khởi kiện dân sự để chống lại những kẻ được cho là đã tấn công họ, dù vụ án đã hết thời hiệu. Hạn chót nộp đơn kiện có liên quan đến những cáo buộc là ngày 24 tháng 11. Một người đã bị đâm chết tại trạm xe bus ở Minnesota. Cảnh sát cho biết một người đàn ông bị đâm chết vào tối thứ Năm 23 tháng 11 tại trạm xe bus Metro Transit ở dãy 6700 đường York Avenue South ở Edina, Minnesota, cách trung tâm thành phố Minneapolis khoảng 10 dặm về phía Tây Nam. Sở cảnh sát Edina cho biết khi cảnh sát tới hiện trường, họ tìm thấy một người đàn ông với những vết thương nguy hiểm tới tính mạng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Hennepin Medical Center và qua đời tại đó. Cảnh sát nói rằng nghi can vẫn đứng tại hiện trường sau vụ đâm và bị bắt với các cáo buộc liên quan tới vụ tấn công. Hiện vẫn chưa rõ nghi can và nạn nhân có quen biết nhau hay không. Thưa quý vị, heo rừng từ Canada đã tràn sang Mỹ đang trở thành vấn nạn cho Hoa Kỳ. Heo rừng Canada đang đe dọa và tràn về phía nam của biên giới và các tiểu bang phía bắc như là Minnesota, North Dakota và Montana của Hoa Kỳ đang thực hiện các bước để có thể ngăn chặn. Heo rừng đã gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la cho mùa vụ ở Hoa Kỳ mỗi năm, chủ yếu ở các tiểu bang miền Nam như là Texas, và chúng có thể hung dữ với con người. Một người phụ nữ ở tiểu bang Texas đã bị heo rừng tấn công và thiệt mạng vào năm 2019. Minnesota nằm trong số các tiểu bang đang cố gắng ngăn chặn đàn heo rừng lan rộng. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của tiểu bang dự kiến là sẽ công bố một phúc trình vào tháng 2 năm tới để xác định những lỗ hổng trong kế hoạch quản lý và khuyến nghị các bước phòng ngừa mới.